Duy Nguyễn xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Đời Là Thế. Hôm nay tiếp tục chương trình, Duy Nguyễn sẽ gửi đến quý cô chú anh chị và các bạn nghe một mẫu chuyện tâm linh. Câu chuyện hôm nay chúng ta xem đó là cô Nga ở New Zealand gửi về cho Duy Linh. Để Duy Linh đọc lại câu chuyện này cho quý vị và các bạn nghe. Cái câu chuyện hôm nay chúng ta xem đó là có một ngôi nhà mà năm đời chủ đã bị sét đánh ở trong ngôi nhà này. Bởi vì ở đây là có cái sự tâm linh rất là cao. Rồi tình tiết câu chuyện này như thế nào? Bây giờ Duy Nguyễn xin mời quý cô chú anh chị và các bạn chúng ta cùng theo dõi. Cái ngôi nhà này trước đây là hai vợ chồng ông cụ sống trong ngôi nhà này. Con của ông cụ thì ở một cái nơi xa. Và một hôm nọ, ông trời ổng mưa. Ông trời ổng sét một cái rất là mạnh. Mà bà cụ đang ở phía sau, mà gần một cái cây mà ông trời ổng sét trúng, thì bà cụ đã qua đời. Và ông cụ đã bán cái ngôi nhà này qua một cái người chủ thứ hai. Và cái người chủ thứ hai này chính là cô Nga, là người đã gửi về câu chuyện này cho mình. Và qua cái người chủ thứ hai thì cô Nga là mới đầu cô Nga về thì sống bình thường. Khoảng chừng 3-4 tháng sau thì cô Nga phát hiện trong ngôi nhà của mình có sự lục đục của tâm linh. Trở về đêm là có rất là nhiều tiếng động. Mà ngôi nhà này thì ngôi nhà đã cổ rồi. Bên ngoài của ngôi nhà thì cũng có rêu đóng rất là nhiều. Hôm đó là trời đang nắng, mà chồng cô Nga đang làm việc ngoài vườn, là đang trồng cây ngoài vườn. Và ông trời ổng tự nhiên đổ mưa và ổng sét xuống một cái rất là mạnh. Nó cách cái vị trí chồng của cô Nga là khoảng 10 mét. Ngay lúc đó là chồng của cô Nga là lật tung ra mà chết. Vô bệnh viện thì mình bác sĩ người ta cấp cứu rất là nhiệt tình. Và cơn nguy kịch của chồng cô Nga thì đã qua khỏi. Và cũng thời gian ngắn thôi, chồng cô Nga xuất viện về nhà. Và hai vợ chồng cô Nga quyết định là bán ngôi nhà đó lại cho một cái chủ khác. Bán qua cái người chủ kế tiếp là người chủ thứ ba. Thì có một cặp vợ chồng trẻ đến xem nhà. Thì cô rất là tốt bụng và cô cũng có nói. Và cô dẫn ra cái vị trí cái cây đó mà ông trời ông xét đó. Thì cô có chỉ, cô nói là cái ngôi nhà này là chủ thứ nhất cũng bị sét đánh ở ngoài vườn mà chết. Bởi vì ở đây là nó có ngay cái trạm điện cao thế. Và chồng của cô thì cũng bị sét đánh lúc đang làm vườn. Mà chồng của cô thì đưa đi bệnh viện kịp thời. Bây giờ cô Nga không sử dụng miếng đất này nữa và cô Nga mới bán. Thì cô Nga cũng tư vấn cho vợ chồng trẻ đó để mà tìm hiểu về cái ngôi nhà. Nếu mà thấy muốn mua nữa thì cô Nga sẽ sẵn sàng bán. Và cuối cùng thì hai vợ chồng trẻ tuổi đó đã mua cái ngôi nhà của cô Nga. Mà cô Nga bán cũng khá là rẻ, chỉ có mấy chục ngàn thôi. Và cô Nga dọn về một cái vị trí khác, là cách cái vị trí ngôi nhà đó khoảng chừng 3 cây số. Thì hai vợ chồng chủ mới này có hai đứa con gái. Hai đứa, một đứa là 7 tuổi, một đứa 8 tuổi. Mới đầu về ở thì cũng bình thường. Và một năm sau là ngay đầu mùa mưa. Thì trong ngôi nhà này là cái anh chồng là đi làm, hai người con thì đi học. Lúc đó là chỉ còn có người vợ ở nhà. Và ông trời ông sét vào trong ngôi nhà thì người vợ này đã mất ở trong ngôi nhà. Đây là người chủ thứ ba bị sét đánh. Cái anh chồng trẻ này mới bỏ ở đó không ở nữa, mà tạm thời kêu bán thì không ai mua. Cái ngôi nhà này bỏ trống khoảng 2-3 năm. Và cái bên đó là có 3-4 hộ dân. Thì trở về tối là sụp tối khoảng chừng 6-7 giờ. Là ở New Zealand là 6-7 giờ nó còn khá là sớm, nó còn có mặt trời luôn. Và người ta đi cái cảnh giống như ban ngày vậy đó. Nhưng mà có khi có người thấy là có người ở trong đó đi ra, đi một đoạn là biến mất. Mà thỉnh thoảng thì có người khác thấy cũng tương tự như vậy, là thấy có một người phụ nữ ở trong nhà đó đi ra. Cô Nga thường xuyên cập nhật thông tin về ngôi nhà này. Rồi một hôm đó có một vị đại gia về đó mua nguyên một khu đất đó. Và cái người này cũng mua lại là cái ngôi nhà đó luôn và mở trang trại. Và cái người chủ thứ tư này, người ta phá ngôi nhà đó ra, người ta làm cái trang trại luôn. Và người ta cắt một cái ngôi nhà ở một cái vị trí khác. Trong lúc mà những người thợ mà đến đây phá ngôi nhà đó, là có một anh bị tường đè mà qua đời trong lúc đang tháo ngôi nhà này. Rồi cái việc mà tháo dọn thì cũng đã hoàn thành. Và cái vị đại gia này cũng mở một cái trang trại nuôi ngựa và nuôi bò tót.
cũng khá là hoành tráng. Tại vì mua cũng mười mấy 20 hectare ở đây để mà mở trang trại. Và trong 1-2 năm, cái vị đại gia này kinh doanh trên cái mảnh đất này và chăn nuôi, cái việc chăn nuôi nó không suôn sẻ. Hôm đó thì có một vị khách khác đến để mà định mua lại cái phần đất này. Chiều hôm đó thì cái anh đại gia này anh mới tổ chức một buổi tiệc để chia tay những nhân viên làm việc ở đây. Và khi mà buổi tiệc cũng đang lừng chừng lỡ dở thì bỗng nhiên ông trời ông đổ mưa. Ông chỉ mưa rào qua một cái, ông xét cái rầm, thì đúng ngay anh chủ đại gia này, anh qua đời trên cái mảnh đất này luôn, nhưng mà không phải trong ngôi nhà này. Rồi cái người chủ đại gia này đã mất, và cái người con trai của cái vị đại gia này mới cập nhật lại thông tin mà cái miếng đất này trước đây là hầu như chủ nào cũng bị qua đời, vấn đề là sét đánh. Và người người con của cái chủ đại gia này mới bán lại miếng đất này cho một vị đại gia ở bên Mỹ sang qua bên đây để mà mua. À, cái người chủ đó mua để mà cũng vấn đề kinh doanh về chăn nuôi, và anh cũng vẫn nuôi bò tót. Cái chủ cuối cùng này mới khá là nặng nề, bởi vì là cái năm 2021 cái người chủ thứ năm đã mua cái trang trại này, và anh về anh sửa soạn lại tất cả mọi thứ hết, làm mới lại tất cả. Và hôm đó là công việc đã hoàn thành, tổ chức ăn mừng là cái việc trang trại của mình đã hoàn tất và đưa vào hoạt động. Trong đó là khoảng có 60 người, mà trong cái buổi tiệc đó đó là có chồng của cô Nga là ở hàng xóm đó. Tại vì cái vị đại gia này về đây mua là người ta mời ở hàng xóm địa phương lại để mà ăn tiệc mừng cho người ta mở một cái trang trại mới. Và mọi người nhìn thấy là từ xa xa có một người cưỡi một con ngựa màu đen, hai con mắt đỏ tươi, chạy từ xa chạy lại. Khi con ngựa nó chạy cách cái bàn tiệc khoảng chừng 10 mét là ông trời ông sét đánh. Ông đánh một cái rất là mạnh và mọi người ở đây lăn đùng xuống đất. Và có 20 mấy người bị thương, trong đó có 6 người qua đời. Mà cái người thứ 6 đó là chồng của cô Nga. Thì quý vị thấy là cái khu vực đó là chắc chắn là cái sự tâm linh rất là cao. Ở đây không gọi là ma xuất hiện nữa, mà ở đây gọi là có lẽ là quỷ hay gì đó. Nên ông trời ổng sét đánh, mà ổng đánh đi đánh lại mấy lần, mà qua nhiều thế hệ, mà chết cũng khá là nhiều người trong cái mảnh đất và cái ngôi nhà này. Mà trong khi đó là cái con quỷ này nó cũng không không bị đánh trúng. Chứng tỏ là con quỷ này nó rất là cao cơ và sống ở đây lâu năm rồi, nên là nó mới né được cái tia của ông trời ông đánh. Thì cô Nga cũng có thường xuyên xem cái kênh Trạch TV, và cô Nga kể lại cái câu chuyện này cho Di Linh nghe. Và Di Linh mạn phép là trích dẫn kể lại câu chuyện này qua cái kênh Đời Là Thế. Thông qua chương trình này, Di Linh xin chân thành cảm ơn cô Nga rất là nhiều. Di Linh xin kính chúc cô Nga được nhiều sức khỏe, luôn luôn bình an trong cuộc sống. Và tất cả mọi người cũng vậy luôn, luôn luôn bình an trong cuộc sống. Rồi, câu chuyện hôm nay Duy Nguyễn kể cho quý cô chú anh chị và các bạn nghe và xem đến đây đã hết rồi. Duy Nguyễn xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn những mẫu chuyện tiếp theo. Bye bye!